Editor gió beta đã bảo cộng người bí ẩn kêu, sau khi tiểu đa mộc gọi là anh xong, có một bạn nhỏ khác sửa sai cho nhóc gọi là chú, những bạn nhỏ khác cũng phụ họa, chú ấy là người lớn rồi, chúng ta phải gọi là chú, tiểu đa mộc đang ăn đồ ngọt, hai má phúng phính lên, không dễ gì mới nuốt xuống được, bố em bảo gọi là anh, em nhỏ như vậy chắc là nhớ nhầm rồi đứa bé nói tiểu đa mộc còn nhỏ kia năm nay ba tuổi tiểu đa mộc em không còn nhỏ nữa em đã một tuổi rưỡi rồi bạn nhỏ ba tuổi cắn một miếng bánh ngọt bò lên lưng ghế nhưng mà em vẫn còn dùng bình sữa mà tiểu đa mộc chớp chớp đôi mắt đột nhiên không chắc chắn có phải mình nên gọi lâm kiêu là anh hay không trong đám nhóc này lớn nhất bốn tuổi nhỏ nhất một tuổi rưỡi lâm kiêu chỉ tham gia tiệc đầy tháng của chúng sau đó căn bản chưa từng gặp qua, không biết nhũ danh của mấy đứa là gì, từ đôi mắt chúng, cậu đại khái có thể đoán ra được đây là con nhà ai, có một bạn nhỏ không ăn đồ ngọt, nhóc có bánh quy cho trẻ em, lâm kêu hỏi, con tên là gì, bảo bảo, cậu lại hỏi nhóc bên cạnh, còn con, đại bảo, bạn nhỏ ở hàng ghế sau chủ động nói, con là nhị bảo, lâm kêu, có một cô nhóc mặc váy công chúa xinh đẹp, dựa lưng lên người anh trai nhỏ của mình, cô bé nói, chú ơi, con là tùy hứng nhóc khẽ chọc lưng anh trai anh ấy là anh trai của con tên là tùy ý lâm kiêu chú biết hai nhóc song sinh long phụng nhưng đặt tên như vậy quả thực rất tùy ý dựa vào trình độ viết văn bây giờ của cậu sau này con nhà cậu phải được đặt cái tên đủ để đè bẹp mấy bạn nhỏ này tùy hứng hỏi chú ơi chú tên là gì vậy ạ à? tần tỉnh ở bên cạnh đang chuẩn bị nước ép cho các bạn nhỏ chen lời cậu ta là lâm 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 kiêu liếc xéo cậu bớt nói lại ở trước mặt mấy đứa nhóc cậu cũng không thể đá cho tần tỉnh một cước chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo tần tỉnh giải thích cho họ nghe lâm chính là từ có hai chữ mộc ghép lại tùy hứng ồ có vài đứa nhóc nhỏ hơn một chút căn bản không biết chữ nhưng cũng cùng nghiêm túc gật đầu tùy hứng nói vậy lâm lâm có bốn chữ mộc rồi cô nhóc đột nhiên nhận ra đôi mắt mở to tròn gương mặt với biểu cảm vô cùng thần bí cô bé nhìn lâm kiêu con biết tại sao tiểu đa mộc lại gọi chú là anh rồi lâm kiêu cười tại sao vậy tùy hứng kiêu ngạo đáp bởi vì chú có bốn chữ mộc hai người đều là đa mộc chú là đại đa mộc em ấy là tiểu đa mộc vì vậy em ấy mới gọi chú là anh lâm kiêu nhóc nói khiến cậu không biết phải phản bác ra sao tiểu đa mộc trườn xuống ghế vì tuổi nhóc nhỏ nhất nên ngồi hàng ghế đầu tiên nhưng bây giờ nhóc không muốn ngồi ở đó nữa chạy đến bên cạnh đứng dựa vào tùy hứng chỉ có chị tùy hứng mới biết tại sao nhóc gọi lâm kiêu là anh thôi trước đó tần tỉnh không phát hiện ra thì ra cùng nói chuyện với đám nhóc lại thú vị như vậy cậu trêu tùy hứng con gọi lâm kiêu là chú mà tiểu đa mộc lại là em trai của lâm kiêu vậy con nên gọi tiểu đa mộc là gì nhỉ tùy hứng ăn đồ ngọt nhìn sang tiểu đa mộc cô bé không lên tiếng các con không nghĩ ra được đúng không để chú nói bằng cách khác nhé chính là bây giờ tiểu đa mộc là anh em của bố các con còn chưa nói xong Lâm kiêu bật cười thành tiếng cậu có độc đấy à cậu đẩy tần tỉnh ra cậu đừng nói năng linh tinh cẩn thận bố đám nhóc này xử đẹp cậu nghĩ đến tiểu đa mộc mới một tuổi rưỡi vẫn còn đang dùng bình sữa phải gọi mấy người hơn 30 tuổi là anh em Tần tỉnh cũng bật cười cậu im miệng lại tránh việc dạy hư mấy đứa nhóc sáng nay tiểu đa mộc dậy từ sớm vừa qua qua buổi trưa xong nhóc đã không mở nổi mắt tần tỉnh ôm tiểu đa mộc đi tìm anh họ tần mặc lĩnh đưa bài trên tay lại cho tần tỉnh anh đi cho con trai ngủ trưa giản hàng cùng tần mặc lĩnh đi vào phòng ngủ cho con uống sữa bột kỳ nghỉ này họ có quên một chuyện rất quan trọng đó là không dẫn theo nhiếp ảnh ra đây là chuyến du lịch dài ngày đầu tiên của một nhà ba người họ cô tiếc nuối nói chỉ có thể tự chụp bằng điện thoại thôi tần mặc lĩnh để con nằm ngả lên vai anh nói Nói, có nhiếp ảnh gia trong nhóm có vợ một người bạn là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cô ấy đi đâu cũng đem theo máy ảnh lần đến hải đảo nghỉ dưỡng này bọn họ cũng tới bay từ manhattan qua tiểu đa mộc nằm trên vai bố rất nhanh đã ngủ say tần mặc lĩnh đặt con xuống giường chiếc giường này hôm nay dành cho tất cả các bạn nhỏ ngủ anh ngồi lại trên sofa để giản hàng dựa vào người mình em cũng ngủ một lát đi giản hàng không buồn ngủ ôm lấy cánh tay anh nhỏ giọng nói chuyện, cô dán cầm lên vai anh, anh và phó ký trầm cũng ngồi trên một bàn bài, không ngại sao, phó ký trầm chính là đối thủ một mất một còn của anh, vốn dĩ giữa hai người đã có ân oán, sau đó đối tượng liên hôn của anh lại hẹn hò với phó ký trầm, tần mặc lĩnh nói, cậu ta chơi bài cũng không thắng được anh, anh ngại gì chứ, giản hàng, cô cười, biết là kỹ thuật chơi bài của anh giỏi rồi em nói là trước đây anh khiến công ty khởi nghiệp của phó ký trầm phá sản bây giờ em lại giành mất nhiều nhà phân phối của anh ấy như vậy hai người bọn anh cũng không nói chuyện ngồi cùng nhau sẽ rất ngại vợ anh ấy là đối tượng liên hôn trước kia của anh đúng không ừm anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng không có gì phải ngại cả anh và vợ cậu ta cũng chưa từng yêu đương, nếu như trước đó có yêu đương thì nhất định sẽ rất ngại. Chuyện ân oán của anh và Phó ký Trầm phải bắt đầu nói từ rất nhiều năm trước, lúc ấy mới hơn 20 tuổi, mọi người đều lập nghiệp, công ty của Phó ký Trầm và công ty của anh là đối thủ cạnh tranh. Trước giờ trên thương trường không có chuyện ai nhường ai, luôn là kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Lần ấy Phó ký Trầm có chút sơ suất nên thua trước anh. Sau khi phá sản, Phó ký Trầm trở về tiếp nhận doanh nghiệp của gia tộc sau đó phó ký trầm thành lập một công ty đồ uống chuyên đối đầu với lạc mông bây giờ sản phẩm của công ty phó ký trầm chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của lạc mông anh và phó ký trầm không thể thành bạn bè định mệnh sắp đặt chỉ có thể là đối thủ một mất một còn giản hàng nói hồi em còn ở doãn lâm có cùng phó ký trầm đầu tư một hạng mục cũng từng có lần đi công tác với anh ấy lúc đó vẫn còn chưa quen anh hôm ấy ở giang nam mưa lớn nước ngập cả con đường, ngập đến tận bắp đùi, không có cách nào lái xe trên đường nên bọn em quay lại khách sạn, giữa đường móc chìa khóa của phó ký trầm rơi mất, nước ngập vừa bẩn vừa đục, căn bản không thấy được là đã rơi ở đâu. Anh ấy nửa quỳ xuống mò tìm móc chìa khóa, chỉ lộ mỗi đầu trên mặt nước, cả người đều ướt hết, phải mò rất lâu mới tìm được chiếc móc chìa khóa ấy sau này mới biết được đó là quà vợ anh ấy tặng lúc ấy em vô cùng cảm động điều tần mặc lĩnh để ý đến lại là mưa lớn như vậy giày và quần áo em cũng ướt hết sao không sao lúc ấy mùa hè trời không lạnh lạnh cũng không có cách nào khác lúc ấy hai người còn chưa quen nhau nếu như là bây giờ trời mưa anh ở bên cạnh cô sẽ không để cô dính nước trực tiếp cõng cô trở về lúc này tần mặc lĩnh mới nói nếu như móc chìa khóa em tặng bị rơi anh cũng sẽ xuống nước mò tìm giản hàng hoàn toàn tin lời nói ấy chiếc áo trên người anh là chiếc sơ mi màu xanh đậm chính là chiếc trước kia cô mua khi đi tô thành công tác tần mặc lĩnh ôm cô vào lòng ngủ một lát đi em anh không ngủ ngồi trông con trai nằm trên giường có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào sau khi máy bay hạ cánh bọn họ ngồi du thuyền đi đến hải đảo nước biển xanh đậm hải đảo nổi trên mặt nước ấy tiểu đa mộc kích động không thôi trên đảo này có một vườn hoa hồng lớn sau khi chủ nhân chiếc đảo ngủ chưa dậy cầm kéo ra vườn cắt một bó hoa lớn trong căn nhà gỗ có báo cũ anh lấy hai tờ bọc hoa hồng lại du thuyền cập bến tiếng cười vui vẻ của đám trẻ truyền đến anh ôm bó hoa ra chào đón họ giản hàng và chủ nhân họ còn đảo không còn xa lạ. Lúc cô ở Doãn Lâm có độc lập phụ trách một hạng mục bởi vì không nắm bắt kiểm soát được rủi ro về mặt pháp luật khiến cho bên A tổn thất 10 triệu đô la Mỹ. Bên A kiện Doãn Lâm ra tòa ông chủ của bên a chính là chủ của hòn đảo này tạ vân trình tất cả mọi người lên bờ đám trẻ lập tức cởi giày ra chạy tung tăng trên bãi cát tạ vân trình ôm bó hoa đi về phía giản hàng cười nói biết được cô sẽ đến tôi thấp thỏm vài ngày liền còn căng thẳng hơn cả đi gặp đối tượng hẹn hò giản hàng cười người nên xin lỗi phải là tôi mới đúng khiến công ty anh tổn thất nhiều như vậy cô nhận lấy hoa tươi, cảm ơn anh, tần mặc lĩnh không hiểu chuyện gì, hai người quen biết sao, tạ vân trình nói, tôi và ô lưu đã quen biết từ nhiều năm trước rồi, giản hàng nói với anh, công ty của tạ tổng là khách hàng của doãn lâm, tạ vân trình đi tiếp đón những người khác, tần mặc lĩnh kéo cô qua một bên, không phải hai người từng hợp tác sao, sao công ty của tạ vân trình lại tổn thất vậy, cô kể đơn giản lại câu chuyện cho anh nghe, nhưng không nhắc đến chuyện sau khi ban lãnh đạo cấp cao ném thẳng giấy gọi bồi thường của tòa lên mặt trực tiếp lướt qua gây nên thiệt hại cho công ty tạ vân trình quả thực là do lỗi sai của cô doãn lâm nên gánh chịu trách nhiệm này nhưng ban lãnh đạo lại từ chối khiến hai bên ồn ào không chút vui vẻ cuối cùng bên a trực tiếp kiện doãn lâm lên tòa không phải tạ vân trình muốn nhằm vào em mà là không hài lòng cách làm việc của ban lãnh đạo Trước khi Tạ Vân Trình kiện Doãn Lâm còn giới thiệu cho em một công ty đầu tư mạo hiểm khác nhưng em không đi, nếu như cô đi rồi, quả thực vô cùng có lỗi với bàng Lâm Bân, Tần Mặc Lĩnh ôm cô vào lòng, mấy vị cổ đông của Doãn Lâm khá nóng nảy, em khiến công ty chịu tổn thất, bọn họ sẽ gây khó dễ cho em rồi, cũng không đúng, phạm sai lầm chịu sự gian dậy cũng là bình thường, cô không muốn nói nên Tần Mặc Lĩnh cũng không hỏi nhiều, nhưng anh biết được lúc ấy cô không dễ dễ dàng gì anh hôn lên môi cô rồi hôn lên mắt cô mỗi nụ hôn đều vô cùng dịu dàng ôn nhu mẹ ơi mẹ ơi tiểu đa mộc chạy về phía bọn họ tần mặc lĩnh buông giản hàng ra cầm lấy hoa trên tay giản hàng giản hàng giang tay đón lấy con mẹ ơi đánh đàn tiểu đa mộc chỉ về phía hai chiếc đàn piano ở phía xa xa một đen một trắng mấy bạn nhỏ đang chen nhau ngồi trên ghế đàn ấn phím loạn xạ giản hàng bế tiểu đa mộc đi qua nhưng cô không biết chơi đàn cô quay sang nhìn tần mặc lĩnh anh biết chơi đàn không tần mặc lĩnh suy nghĩ hai giây hồi nhỏ anh có biết thi cấp ba xong sau đó anh cũng không động đến piano nữa những điều học được gần như đã trả lại hết cho thầy Cô giản hàng đặt tiểu đa mộc ngồi xuống bên cạnh tùy hứng, tiểu đa mộc giơ ngón trỏ ra, ấn lên từng phím đàn một, tạ Vân trình dựa vào bên cạnh chiếc piano, hoàng tử piano đấy, qua đây đè bẹp đám nhóc này rồi, tất cả mọi người đều bật cười, sở dĩ hoàng tử piano được gọi là hoàng tử piano là do ngay cả cấp 4 anh ấy cũng không thi qua được nhưng lại tự cho rằng mình chơi đàn rất lợi hại, tùy hứng nghe thấy, hoàng tử piano kích động nói, a à, là bố con cô bé lập tức quay đầu vẫy tay với bố mình bố ơi mau qua đây đi nhất định bố phải thắng được em trai mình ai là em trai bố vậy tiểu đa mộc ạ à, chú tần tỉnh nói bố và tiểu đa mộc là anh em tần tỉnh tần tỉnh cười chạy đi suýt nữa cười đến nghẹt thở 4 giờ tất cả mọi người đều đã đến đầy đủ Khúc Tây Văn và Mẫn Lộ đang từ du thuyền đi xuống, đi cùng bọn họ còn có một người bạn khác và người vợ nhiếp ảnh gia của anh. Sau khi Mỹ nữ nhiếp ảnh gia tới, Tần Tỉnh và Lâm Kiêu cũng trở nên bận rộn, giúp đám nhóc bày tư thế chụp ảnh, dùng máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc thời ấu thơ của các con. Lâm Kiêu nói, để mấy nhóc tạo hình sao biển nhỏ đi, được Tần Tỉnh tìm một cành cây, vẽ lên cát hình sao biển thật lớn, sau đó bảo mấy nhóc nằm xuống, tiểu đa mộc bỏ lên cổ lâm kêu, anh ơi, em muốn vỏ sò, đợi chụp xong anh đưa nhóc đi tìm vỏ sò, sau đó bắt mấy con cua nhỏ nữa, vốn dĩ trước đây Mỹ nữ nhiếp ảnh gia định giúp tần mặc lĩnh và giản hàng chụp ảnh cưới, lúc đó bà nội tần có tìm đến cô, nhưng cô đã nhận lịch chụp khác, có chút xung đột về thời gian, vừa lúc hôm nay có thể bù đắp lại, giản hàng, cậu đi thay váy cưới đi, giản hàng tiếc nuối nói, tớ không có đem theo, Mỹ nữ nhiếp ảnh ra, mẫn lộ nói cậu có đem một bộ mẫn lộ tự mình thiết kế một bộ váy cưới cho giản hàng lúc giản hàng kết hôn cô chưa tìm được linh cảm mãi cho đến khi giản hàng sinh tiểu đa mộc xong cô cảm giác giản hàng hoàn toàn thay đổi trở nên vô cùng xinh đẹp dịu dàng sự hạnh phúc trong tình yêu in rõ trên gương mặt cô giản hàng thay váy cưới xong mẫn lộ và khúc tây văn giúp cô trang điểm âm nhạc vang lên trên hòn đảo trên bãi cát họ đang nướng thịt nướng ngô và nướng cá hương thơm của đồ ăn được làn gió cuốn vào căn phòng. Mẫn lộ nhìn ra ngoài cửa sổ, bọn họ bắt đầu ăn uống rồi. Sau khi trang điểm xong, tần mặc lĩnh đẩy cửa bước vào, anh cầm theo ngô nướng và hải sản cùng có ba ly nước ép tới. Mẫn lộ trêu chọc nói, đàn ông tốt tới rồi đây, còn có ngô và sò tôi thích ăn nhất nữa chứ. Không uổng công tôi và tây văn nói tốt cho cậu. Tần mặc lĩnh đặt chiếc đĩa lên bàn, tiện miệng hỏi thay tôi nói lời tốt gì vậy mẫn lộ cầm ngô nướng lên nói cậu không có cha chỉ là không có hứng thú với chuyện tình cảm trước đây giản hàng không hiểu cậu tần mặc lĩnh đưa cho mẫn lộ và khúc tây văn nước ép anh cầm ly của giản hàng lên mời hai người họ cảm ơn cũng cảm ơn hai người đã luôn chăm sóc giản hàng như vậy anh uống nửa ly nước ép còn lại nửa ly để cho giản hàng năm rưỡi mặt trời lặn là thời khắc bãi cát đẹp nhất mỹ nữ nhiếp ảnh ra bảo tần mặc lĩnh ôm tiểu đa mộc lên tiểu đa mộc đang xoay lưng lại với anh và giản hàng cúi đầu nhặt vỏ sò anh dùng một tay nhấc nhóc lên tận đỉnh đầu có máy bay bay qua hòn đảo tiểu đa mộc hưng phấn vẫy tay với chiếc máy bay ấy nước biển nhẹ nhàng ập vào bờ tần mặc lĩnh nghiêng đầu nhìn giản hàng giản hàng xách váy lên cũng đang nhìn anh hai người nhìn nhau nửa giây không kìm lòng được mà hôn lên môi đối phương sau lưng mấy đứa trẻ đang ở trên bãi cát vui đùa tiếng cười giòn tan vang lên không ngớt có người ngồi xuống trước chiếc đàn piano hàn phái và tần thư bốn tay hợp tấu đánh khúc nhạc trong đám cưới của tần mặc lĩnh và giản hàng hôm đó trong buổi chiều ấm áp tiếng đàn du dương vang vọng khắp bờ biển xanh Editor, gió beta đã bảo cộng người bí ẩn kêu, kỳ nghỉ Tết dương lịch kết thúc, 7 giờ sáng Trung Nghiên Nguyệt đã đến công ty, bây giờ cô đi làm ngày càng sớm, buổi tối về nhà ngày càng muộn, vừa ngồi xuống trước máy tính điện thoại đã rung lên, một dãy số lạ gọi tới, Trung Nghiên Nguyệt mở máy tính lên, tay còn lại nhấn nghe, đối phương tự xưng là đầu bếp nhà ăn số 3 của Lạc Mông, người phụ trách mảng hậu cần liên hệ với anh ấy, sau này mỗi ngày anh ấy đều phụ trách nấu bữa sáng, 10 rưỡi tối qua đầu bếp nhận được điện thoại gọi tới, nhưng sợ làm phiền Trung Nghiên Nguyệt nghỉ ngơi nên sáng nay mới liên lạc với cô, đầu bếp nói với cô, tề tổng gửi thêm lương cho anh ấy, Trung Tổng, đại khái mấy giờ cô sẽ dùng bữa sáng vậy, tùy ý, trong khoảng 7 giờ đến 8 giờ đều được, sau đó học hẹn thời gian ăn sáng vào 7 giờ 40 phút, sau khi cúp điện thoại, Trung Nghiên Nguyệt mở màn hình trò chuyện với tề chính Sâm lên, tôi vừa nhận được điện điện thoại của đầu bếp, có phải bố tôi bởi vì chuyện bữa sáng nên tìm anh hay không, tề chính sâm, không có, trung nghiên nguyệt bị ám ảnh tâm lý, nếu như bố tôi tìm anh nói những lời khiến anh không thoải mái, anh cứ nói với tôi, lần này tề chính sâm trả lời lại ba chữ, không có tìm, trung nghiên nguyệt cảm ơn anh về việc tìm đầu bếp nấu bữa sáng, cảm ơn anh, sau đó cô chuyển cho anh hai vạn, đây là tiền cho bữa sáng cũng như lương của đầu bếp tháng này, cô không rõ cụ thể là là bao nhiêu tiền nhưng hai vạn chắc chắn là đủ cô lại nói, về sau tự tôi sẽ chi trả, tề chính sâm không trả lời, cũng không nhận tiền, trung nghiên nguyệt thoát khỏi màn hình trò chuyện, nhìn màn hình điện thoại vài giây, sau đó nhớ ra hôm nay có thể chị gái sẽ đưa đồ ăn sáng đến cho cô, cô đã dặn chị không chỉ một lần, bảo chị ấy đừng đưa đến nữa, nhưng căn bản chị cô lại không nghe, cô gọi cho chị gái, nói rằng sẽ ăn ở nhà ăn số 3, tề chính sâm đã mời nhà bếp ở nhà ăn số 3 nấu bữa sáng mỗi ngày cho cô, Trung Nghiên phi căn bản không tin, trả lời ứng phó, "Được, chị biết rồi, cô cho bữa sáng vào hộp giữ nhiệt, cầm chìa khóa xe rồi xuất phát, 7 rưỡi, cô đúng giờ đến phòng làm việc của em gái." Trung Nghiên Nguyệt cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, "Chị, không phải đã nói với chị rồi sao, có đầu bếp nấu cho em rồi." Trung Nghiên phi mắt điếc tai ngơ, đưa hộp giữ nhiệt cho cô, "Nhân lúc còn nóng mau ăn đi." đây là do gì giúp việc chị mới mời chuẩn bị đấy không biết có hợp với khẩu vị của em không sau khi xảy ra xung đột với bố cô cũng chưa về nhà lại trung nghiên nguyệt hỏi chị đã ăn chưa trung nghiên phi trần trừ nửa giây có ăn một chút rồi gần đây cô không có khẩu vị buổi sáng chỉ uống Nửa ly nước ép, Trung Nghiên Phi cầm hộp giữ nhiệt lên, đầu bếp chắc cũng đã nấu xong rồi, chúng ra qua nhà ăn ăn, cô dẫn chị gái đến nhà ăn số 3 xem một chút, chứng minh mình không nói dối, nếu không chị gái vẫn sẽ kiên trì mỗi ngày đưa bữa sáng đến cho cô. Trung Nghiên Phi cùng em gái đi đến nhà ăn, hai người trầm mặc suốt cả dọc đường, từ khi em gái biết được chuyện bố chia rẽ cô và Đàm Phong, trực tiếp rời khỏi nhóm gia đình, nhóm chat gia đình bốn người nay chỉ còn lại ba Tết âm lịch trung gia có tụ họp ăn cơm, em gái trực tiếp vắng mặt, không đưa ra bất kỳ lý do nào, đến nhà ăn số 3, đầu bếp đã nấu bữa sáng xong, Trung Nghiên Nguyệt mở hộp giữ nhiệt ra, cô đưa đũa cho chị gái, cùng ăn đi, em ăn không hết hai phần, Trung Nghiên Phi, thật sự là tề chính Sâm mời đầu bếp sao? Vâng trung nhiên nguyệt rót một ly sữa bò cho chị gái trung nhiên phi thấy khoảng thời gian này em gái gầy đi không ít đau lòng nói có chuyện gì cứ nói với chị đừng giấu trong lòng trung nhiên nguyệt ngẩng đầu em không có giấu trong lòng chỉ là không biết nói gì cũng không còn gì nữa người cũng trống rỗng về đàm phong về bố về giản hàng về tề chính sâm cô không muốn nhắc đến bất kỳ điều gì chị vẫn muốn nói câu nói ấy cho dù là em giận ai hận ai đều không không đáng. Lòng căm hận sẽ khiến một người hoàn toàn thay đổi, cô lo em gái ngày càng tranh vinh, rõ ràng trước kia tần tỉnh và lâm kiêu chỉ thích chơi với em gái, hoàn toàn vô cảm với cô, mà bây giờ rất nhiều người xung quanh nói cô thay đổi rồi, trung Nhiên nguyệt cũng khác rồi, cô thay đổi bởi hôn nhân hạnh phúc, tình cảm với ông xã không tồi mà trung nghiên nguyệt lại ngày càng trầm mặc ngày ngày tăng ca trong vòng mọi người có hoạt động gì cũng rất ít tham gia chị em không sao cả đã buông xuống được rồi Trung Nghiên Nguyệt cúi đầu ăn sáng, những ngày này cô nỗ lực điều chỉnh bản thân, sợ rằng cảm xúc suy sụp sẽ ảnh hưởng đến công việc, hôm nay lại tăng ca đến 11 rưỡi, về đến nhà, Tề Chính Sâm vẫn chưa trở về, cũng có lẽ hôm nay sẽ không về, anh thường xuyên không ở nhà, trước giờ cô chưa từng hỏi anh đi đâu, đi công tác hay ở lại căn nhà khác của anh, Trung Nghiên Nguyệt tắm xong, cơ thể và tinh thần mệt mỏi, nằm lên giường lại lật đi lật lại, gần đây thường xuyên mất ngủ có những lúc nửa đêm tỉnh giấc trái tim đau đến khó chịu, muốn ngủ tiếp nhưng lại không ngủ được, ngọn đèn được tắt đi, cả căn phòng rơi hòa vào bóng tối, Trung Nghiên Nguyệt không thích căn nhà lớn như vậy, trống rỗng chỉ có một mình cô. Tề chính Sâm lại thích cả một tầng rộng lớn, nhưng một tháng thì phải có hơn một nửa thời gian anh không về nhà, đang lúc thất thần, cửa phòng vang lên tiếng. Bước chân, tề chính xâm trở về rồi, trung nghiên nguyệt xoay lưng về phía anh, nhắm mắt lại. Sau đó có tiếng khẽ mở cửa phòng, tề chính sâm hỏi, ngủ rồi sao, cách khoảng 2 giây, trung nghiên nguyệt lên tiếng, vẫn chưa, tề chính sâm bật đèn, đặt điện thoại xuống, cầm quần áo đi tắm, từ đầu đến cuối trung nghiên nguyệt đều không mở mắt, cuối cùng trong nhà cũng có chút hơi người, cô nghĩ vậy, sau lưng truyền đến tiếng điện thoại rung lên, có người gọi cho tề chính sâm, điện thoại vang lên một hồi, cách vài phút sau lại tiếp tục vang lên, trung nghiên nguyệt ngồi dậy, màn hình điện thoại hiện tên người quản lý câu lạc bộ chơi góp cô cầm điện thoại qua đưa cho anh đi đến cửa phòng tắm rồi gõ cửa anh có điện thoại bên kia gọi đến hai lần rồi chắc là có chuyện gấp tề chính sâm mở cửa ra vừa lúc anh tắm xong nước trên tóc nhỏ xuống liên tục khuôn ngực và làn da đều đọng lại những giọt nước anh nhận lấy điện thoại để bên tai nghe cô ấy tự mình ký nhận rồi chứ được cậu vất vả rồi nói được hai câu tề chính sâm cúp điện thoại trung nghiên nguyệt đột nhiên nhớ ra bây giờ đã qua nửa đêm hôm nay là sinh nhật người phụ nữ anh thích Người phụ nữ ấy bình thường thích chơi góp, Tề Chính Sâm liền âm thầm đầu tư một câu lạc bộ góp, vì để vào ngày sinh nhật của người phụ nữ ấy, anh sẽ lấy danh nghĩa của câu lạc bộ tặng quà cho hội viên, mỗi năm quà sinh nhật đều được đưa đến vào đúng 12 giờ, không sót một năm nào, tất cả các món quà đều do tự tay anh chọn, những điều này đều do Tề Chính Sâm tự nói với cô, anh không muốn giấu giếm chuyện ấy, giống như cuộc gọi đến vừa rồi, anh cũng không cần phải tránh đi tề chính sâm thay một chiếc sơ mi từ phòng tắm đi ra lát nữa anh còn có một cuộc họp video từ nước ngoài anh ăn mặc gọn gàng trung nghiên nguyệt tưởng rằng anh lại ra ngoài tề chính sâm đi đến đầu giường bên phía anh cắm điện sạc pin cho điện thoại tắt đèn xong anh rời khỏi phòng ngủ trung nghiên nguyệt không biết khi nào tề chính sâm về lại phòng ngủ lúc đó cô đã ngủ thiếp đi rồi và nbsp hơn nữa còn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ trong giấc mơ có đàm phong. Trong 3 năm chia tay này, đây là lần đầu tiên cô mơ thấy anh, trước đây dù cô có nhớ anh nhiều đến nhường nào cũng không mơ thấy, trong giấc mơ, cô đón sinh nhật trong hội sở, đàm phong đột nhiên xuất hiện ngoài phòng bao, trong tay anh có ôm một bó hồng, nghiên nguyệt, qua đây đi em. Anh gọi cô giống như trước đây vậy, thì ra hai người vẫn chưa chia tay, cô đi qua nhóm người, gần như chạy về nơi phía anh. Nhưng còn chưa đến cửa anh đã xoay người rời đi. Dù cô có đuổi theo như thế nào cũng không đuổi kịp, gọi ra sao anh cũng không ngoảnh lại, tè. Chính sâm kết thúc cuộc họp trực tuyến, trở về phòng ngủ, đang cởi cúc áo thì nghe thấy người trên giường gọi một tiếng, đàm phong, giọng điệu gấp gáp, nhưng âm thanh không lớn, bàn tay cởi cúc áo của anh hơi khựng lại, một lát sau mới tiếp tục, chiếc chăn trên người trung nghiên nguyệt không được ngay ngắn, phần lưng lộ ra ngoài. T chính xâm dém chăn lại cho cô, và NBSP, nằm xuống, anh tắt đèn trên tường đầu giường, một rưỡi đêm, anh không có một chút buồn ngủ nào vợ chồng đồng sàng dị mộng sao đại khái giống như anh và trung nghiên nguyệt vậy, sao đồng sàng dị mộng, ngủ chung một giường nhưng lại mơ giấc mơ khác nhau, cùng sống chung nhưng lòng lại không hướng về một phía, sáng sớm ngày hôm sau, 6 giờ trung nghiên nguyệt đã tỉnh dậy, sự đau đớn của trái tim tan nát trong giấc mộng kéo ra cả ngoài đời thực, trong giấc mơ, dáng hình và giọng nói của đàm phong đều rõ ràng như vậy, rõ ràng đến độ khiến cô tưởng rằng đó là đời thực tưởng rằng việc cùng anh chia tay mới thực sự là mơ, bình tĩnh lại xong, Trung Nghiên Nguyệt rời giường, tề chính sâm vẫn chưa ngủ dậy, động tác của cô rất nhẹ nhàng, 6 rưỡi sáng ngày đông, trời còn chưa kịp sáng, cô khởi động xe đi đến công ty, phải đi qua một con đường có biển quảng cáo của Đàm Mạc Hành, là đoạn quảng cáo của anh cho sản phẩm của bộ phận số 2 ở bên ngoài, từ khi Đàm Mạc Hành vừa xuất đạo cô đã thích anh, thích rất nhiều năm rồi, sau đó hẹn hò cùng Đàm Phong, Đàm Phong ở bên cô cùng cô theo đuổi thần tượng, đèn xanh sáng lên, Trung Nghiên Nguyệt tập trung trở lại, hòa vào dòng xe trên đường, chỉ khi bước vào trạng thái làm việc cô mới có thể quên đi được quá khứ. Sau khi tan họp buổi sáng, Lâu Trưng đến tìm cô, Tết âm lịch hàng năm bộ phận số 2 đều sẽ thưởng cho những nhân viên có thành tích xuất sắc một chuyến du lịch nước ngoài cùng gia đình, năm nay cũng vậy, danh sách những người phù hợp tiêu chuẩn của năm nay đã được ký duyệt, Lâu Trưng hỏi cô có đi không, nếu có thì cùng đặt vé, Trung Nghiên Nguyệt không định đi, có lẽ tôi sẽ không đi, đi rồi mọi người sẽ lại câu nệ khách sáo, Lâu Trương lại nói, năm mới ân tổng sẽ về nước, đến lúc đó chúng ta cùng tụ họp một buổi, mặc dù ân kình đã không còn là giám đốc bộ phận số 2, nhưng trong lòng Trung Nghiên Nguyệt và Lâu Trương, ông vẫn là sếp của nơi này, hai người họ đều được ông dẫn dắt đào tạo, Trung Nghiên Nguyệt, được, năm nay tôi cũng không đi du lịch, lúc nào cũng có thời Gian, trong lúc bận rộn, thời gian chớp mắt đã đến đầu tháng 2, đã gần bước sang thềm năm mới, quan hệ của cô và bố vẫn cứng nhắc như vậy, từ đầu đến cuối bố cô vẫn kiên trì rằng mình không sai, sau khi chị gái lật bàn ăn vào ngày hôm ấy, cô cũng chưa về nhà lại năm nay chị gái và anh rể ra ngoài du lịch nghỉ dưỡng bù lại tuần trăng mật trung niên phi quan tâm em thì sao trung niên nguyệt theo bản năng nói dối em và tề chính xâm ra biển câu cá trung niên phi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như vậy khá tốt ra ngoài một chuyến cho khuây khỏa qua tết em lại phải bận rồi quả thực tề chính sâm định ra biển câu cá nhưng anh đi cùng bạn bè không phải cùng cô trước ngày du lịch một hôm tề chính sâm và trung niên nguyệt quay về tề ra cùng người nhà ăn một bữa cơm coi như để chúc mừng năm mới trước người trong nhà đều tưởng rằng anh dẫn trung niên nguyệt ra biển câu cá anh cũng không giải thích gì nhiều ăn cơm xong tề chính sâm cầm bao thuốc và bật lửa ra ngoài sân biệt thự, anh dựa vào cửa xe hút thuốc, nhìn đầu thuốc đỏ hồng được kẹp giữa ngón tay, có chút cụt hứng, mẹ anh ra ngoài đưa áo khoác qua, không lạnh sao, cũng bình thường ạ. À anh ngậm điếu thuốc lên miệng nhận lấy áo khoác từ mẹ mặc lên mẹ anh hỏi hai đứa đã kết hôn hơn nửa năm rồi có kế hoạch thêm một bước nữa hay chưa mẹ anh hỏi vô cùng uyển chuyển kế hoạch thêm một bước nữa này là muốn hỏi định khi nào sẽ có con có những lúc tề chính sâm không xác định được trạng thái này của mình và trung nghiên nguyệt không biết rốt cuộc cuộc hôn nhân này sẽ đi được bao lâu không vội bọn con tận hưởng thế giới hai người trước anh chỉ có thể qua quyết ứng phó với mẹ, ở lại nhà đến 9 giờ, bọn họ quay trở về, Tết này em định đi đâu? Tề chính xâm hỏi, trung nghiên nguyệt tập trung lại, không ra ngoài, chỉ ở nhà thôi đúng lúc, có thể nghỉ ngơi một chút, tề chính sâm nhìn cô, để tôi bảo khách sạn đem bữa tối hôm giao thừa đến chung cư cho em, trung nghiên nguyệt từ chối, không cần đâu, tôi tự nấu sủi cảo ăn là được, tề chính sâm không tiếp tục nói nữa, cũng không mời cô cùng ra biển câu cá. Editor gió beta đã bào cộng người bí ẩn kêu. Lúc này ở nửa nam bán cầu đang là mùa hạ nóng nực, đón mặt trời mọc. Chiếc thuyền câu rời khỏi bến đỗ, tề chính sâm đeo kính sâm, anh đang nhìn ra biển hay đang thất thần? Người khác không nhận ra được anh tề tần tỉnh gọi liền hai tiếng tề chính sâm quay đầu lại tần tỉnh ném cho anh một con cà phê tề chính sâm tiếp được cảm ơn nhé anh mở nắp lon nhìn về ánh bình minh rực rỡ như tranh sơn dầu đầu óc lơ đễnh uống vài ngụm cà phê ở đầu thuyền bên kia tần mặc lĩnh đang tay nắm tay dậy giản hàng ném dây câu ra sao cố định cần câu thế nào anh vẫn luôn ôm giản hàng ở phía trước rồi dạy cô câu cá bóng hình hai người vẫn chẳng tách rời ngay cả tần tỉnh cũng ngại qua đưa cà phê cho họ đây là lần thứ hai em câu cá rồi Giản Hàng nói, Tần Mặc Lĩnh Thuận theo lời cô, hỏi, "Lần đầu em câu cá ở đâu vậy?" "Ở Hawaii, cùng với nhóm Mẫn Lộ, sau này anh đưa em qua đó câu cá." Giản Hàng xoay mặt nhìn anh, ánh mắt vô ý lướt qua Tề Chính Sâm, Tần Mặc Lĩnh cùng men theo ánh mắt cô nhìn qua, rõ ràng Tề Chính Sâm không hề tập trung, cô thu lại tầm mắt, không nói nhiều, trước giờ cô chưa từng bình luận chuyện tình cảm và hôn nhân của người khác, bởi vì cô chỉ là người ngoài không nhìn thấy hết được mọi mặt bên trong cũng không trải qua nỗi khổ riêng của họ giống như liêu vịnh mân và cao vực đến hôm nay cô vẫn chưa từng hỏi bà ấy một câu liên quan đến đời sống tình cảm cá nhân nhưng cô cảm nhận ra được gần đây trạng thái của liêu vịnh mân đã tốt hơn trước rất nhiều sắc mặt và ánh mắt không lừa được người khác tần mặc lĩnh nói trước khi đi anh có hỏi cậu ấy có đưa trung nghiên nguyệt đi cùng không cậu ấy nói không Lúc trước đợt công ty xảy ra mối nguy em cũng đã có lòng giúp họ một lần, nhưng hai người vẫn tự sống cuộc sống riêng của mình, không có cách nào khác cả, lần đó giản hàng chỉ là tiện tay giúp đỡ, giống như Phùng Mạch từng giúp cô, trong buổi tổ chức hôn lễ để người dẫn chương trình hỏi cô rằng tại sao lại đến bộ phận số 4, cho cô một cơ hội để tỏ tình trước mặt mọi người, cô cũng biết rõ, ngày tháng của mình trôi qua ra sao là phải dựa vào chính bản thân, không phải người ngoài khuyên một câu hãy sống thật tốt là đã có thể sống tốt được mấy tháng đầu khi cô và tần mặc lĩnh vừa lĩnh chứng ngày tháng trôi qua cũng rất khó khăn cô vỗ vỗ cánh tay anh để em thử tự ném dây câu xem và nbsp tần mặc lĩnh buông cô ra anh đi lấy cà phê hôm nay thu hoạch không tồi một mình giản hàng câu được hai con tần mặc lĩnh nói trở về sẽ làm sashimi cho cô ăn lần du lịch này họ không ở lại khách sạn mà ở tại nhà riêng tiện cho việc chúc mừng năm mới, trước. Khi mặt trời lặn, thuyền câu cập bến, trở về biệt thự, bọn họ bắt đầu tụ tập chuẩn bị bữa tiệc giao thừa, giản hàng và tần mặc lĩnh phụ trách xuống bếp, những người khác giúp đỡ một tay, sao lại làm nhiều cá vậy? Tề chính xâm hỏi, tần mặc lĩnh sắn ống tay áo lên, giản hàng thích ăn cá cá hấp cá kho hay phi lê cá luộc cô đều thích ăn anh định làm mỗi loại một món cho cô tề chính sâm cau mày nghĩ xem trung nghiên nguyệt thích ăn gì nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn không nghĩ ra lúc anh và trung nghiên nguyệt cùng ăn cơm anh chưa từng chú ý qua sở thích của cô lúc này ở trong nước trời vẫn chưa tối trung nghiên nguyệt vừa mua đồ từ siêu thị trở về xách hai túi hàng lớn đủ cho việc ăn uống trong kỳ nghỉ này cô không biết nấu ăn nên mua những món đã nấu sẵn bữa giao thừa năm nay là món sủi cào chay cô bắt đầu đun nước luộc Quá khứ vẫn cứ không báo trước mà hiện lên, cô muốn trốn cũng không trốn thoát. Có một lần cô đón Tết ở nước ngoài, khi ấy cô và Đàm Phong còn chưa chia tay, lúc ấy anh vừa tiếp nhận một hạng mục nên không có thời gian về nước. Cô ở lại cùng anh đón năm mới. Cô thích ăn sủi cảo chay, tối đêm giao thừa hôm ấy Đàm Phong tự tay nhào bột làm sủi cảo, anh đặc biệt nặn những viên sủi cảo thành hình đáng yêu để cô cảm nhận được không khí của ngày lễ còn cô không biết làm, học gói vài chiếc đều rất xấu, anh bèn đặt chiếc sủi cảo đã được bao xong vào tay cô, để cô đặt lên đĩa, khi ấy cô tưởng rằng đời này cô và anh sẽ mãi ở bên nhau, sùng sục, sùng sục, nước trong nồi đã sôi, hơi nóng phả vào nắp nồi, trung nghiên nguyệt bình tĩnh lại, những mảnh quá khứ đã hoàn toàn vụn vỡ, ăn bữa ăn tất niên đơn giản xong, trung nghiên nguyệt mở tivi lên xem, có tiếng nói cười vui vẻ, căn phòng cũng không đến nỗi quá mức hưu quạnh trong một buổi tối nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng của bạn bè cô trả lời từng người một từ khi tề chính sâm đi du lịch cô và anh lập tức rơi vào trạng thái mất liên lạc không ai gọi cho ai 12 giờ cô nhận được tin nhắn của chị gái gần như cũng đúng vào thời điểm ấy, cô gửi tin nhắn cho chị, tiễn cũ đón mới, một năm mới đã đến rồi, cô hoài niệm những ngày tháng khi còn nhỏ cùng chị gái đốt pháo hoa vào dịp giao thừa, cùng lúc đó, ở nửa nam bán cầu, nơi này sớm hơn trong nước vài tiếng, nhóm tần mặc lĩnh đang chơi bài xuyên đêm, vào đúng 12 giờ tề chính sâm gửi cho hứa như ý một dòng tin nhắn, chúc mừng năm mới, chúc em mọi điều thuận lợi, sau khi gửi dòng tin nhắn này anh đã xóa ô trò chuyện đi bởi hứa như ý sẽ không trả lời anh nữa trước đây mỗi dịp tết đến vào đúng thời khắc giao thừa anh đều sẽ gửi đến cô những lời chúc năm mới lúc ấy đều luôn gọi điện thoại cho cô cùng nhau trò chuyện vài phút hai người cùng nhau lớn lên anh đã bảo bọc cô nhiều năm như vậy có thói quen luôn cho cô những thứ tốt đẹp cho đến khi anh tỏ tình, sau khi cô mở lời từ chối, bọn họ ngày càng xa cách, đến lượt anh ra bài, tề chính sâm đặt điện thoại xuống, đột nhiên nhớ ra, không biết một mình Trung Nghiên Nguyệt ở nhà đón lễ ra sao, anh cầm điện thoại trên bàn lên, mở khóa màn hình, nhưng cảm thấy nói gì cũng không thích hợp, lại đặt điện thoại xuống, vào ngày mùng 3, Trung Nghiên Nguyệt nhận được điện thoại của Lâu Trưng, hỏi cô tối nay có rảnh không, ân kình đã về nước rồi, nếu rảnh thì cùng ăn một bữa lúc nào tôi cũng rảnh vậy hẹn tối nay đi mấy ngày hôm hay trung nghiên nguyệt ngày đêm đảo lộn buổi tối không có cách nào ngủ được trời gần sáng mới cảm thấy buồn ngủ cô đắp mặt nạ xong trang điểm thật tinh tế để che đi sự mệt mỏi trên gương mặt hiếm khi trên đường không tắc đường cô đến nhà hàng đúng như đã hẹn con của ân kình đã học đại học trong mắt ông lâu trưng và trung nghiên nguyệt là vãn bối tối nay cũng không có người ngoài chúng ta không uống rượu uống nước ép đi đúng lúc lâu chưng cũng không muốn uống rượu năm mới mỗi ngày đều có tiệc rượu không có hôm nào là khô uống cả ân kình liếc nhìn trung nghiên nguyệt hỏi cháu thức đêm đấy à trung nghiên nguyệt cười ngày ngày thâu đêm đánh mạt trược ạ à. bây giờ cô đã đạt đến trình độ nói dối không chớp mắt nói ra vô cùng thuận miệng nghỉ ngơi một chút Ân Kình rót nước ép, nghe nói mấy tháng gần đây cháu chưa từng tan làm trước 11 rưỡi, buổi sáng 7 giờ đã đến công ty rồi. Trừ số thời gian lái xe trên đường, một ngày cháu chỉ có thể ngủ nhiều nhất 5 tiếng đồng hồ. Chú nghĩ có khi còn không được một hai hôm như vậy còn có thể chấp nhận, nhưng ngày nào cũng vậy, cháu không muốn sống nữa à, ông rót nước ép cho hai người, không phải giản hàng chính là ví dụ thực tế sao, lúc ở Doãn Lâm ngày ngày tăng ca, dày vò bản thân khiến cơ thể sinh bệnh, Trung Nghiên Nguyệt gật đầu, sau này cháu sẽ chú ý, chú biết cháu và lâu trương áp lực lớn, đánh thiên hạ thì dễ nhưng bảo vệ mới khó, khởi điểm của bộ phận số 2 quá cao, nếu muốn duy trì mãi được lượng tiêu thụ kỳ rất khó. Vì vậy phải học được cách bình tâm đối mặt ân kình uống vài ngụm nước ép, năm nay áp lực của hai đứa sẽ càng lớn hơn, Đóa Tân cũng đưa ra sản phẩm mới, từ bao bì đến hương vị, không hề thua kém nước ép của Lạc Mông chúng ta, Đóa Tân là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Lạc Mông, ông chủ của Đóa Tân là phó ký trầm lại là đối thủ một mất một còn của Tần Mặc Lĩnh, hai người có ân oán. Đã từ lâu, Trung Nghiên Nguyệt, cháu và Lâu Trưng đã điều chỉnh phương án marketing cho năm nay, ân kình nói, trước đây mối nguy từ dư luận do đàm mạc phong đem lại may là có giản hàng xử lý quyết đoán, cũng coi như không gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho bộ phận số 2. Nếu không lúc các cháu cạnh tranh với đóa tân trên thị trường, độ khó không phải chỉ là một chút, nhắc đến Giản Hàng, ông lại nói thêm vài câu, sao chú lại nghe nói trong cuộc họp cháu và Giản Hàng thường hay so đo, lúc ấy bộ phận số 2 tuyển dụng nhân sự, cháu còn muốn nhận người của bộ phận số 4? sau đó chú có tham gia một cuộc họp lúc ấy thấy cháu cũng rất để tâm đến ý kiến của giản hàng hai video quảng cáo kia cháu còn đặc biệt hỏi ý kiến của cô ấy cháu nói xem có mâu thuẫn hay không chứ trầm mặc vài giây trung nghiên nguyệt nói trước đây có chút hiểu lầm bây giờ đã qua rồi ân kình cũng không có thói quen nghe chuyện cá nhân của người khác chỉ đơn giản gật đầu đã qua thì tốt cháu và Lâu Trương đều phải biết rõ, trong lòng, đối thủ cạnh tranh của bọn cháu không phải là bộ phận số 4, cũng không phải là bộ phận số 1, số 2, mà là đoá tân, trung nghiên nguyệt gật đầu, nghiêm túc lắng nghe, bây giờ cô chỉ còn lại sự nghiệp, không thể làm phụ lòng tín nhiệm của ông và tần mặc lĩnh được, bọn họ nói chuyện đến 11 giờ mới ra về, ân kình dặn dò cô cố gắng ít thức khuya, xe của trung nghiên nguyệt đỗ ở bãi đỗ xe bên đường, cô tạm biệt ân kình và lâu Trưng tại tầng 1 của nhà hàng, đi bộ 5 phút mới đến bãi đỗ xe, từ phía xa xa đã nhìn thấy một chiếc xe hơi cao cấp màu đen đỗ trước chiếc siêu xe của cô, khi bước lại gần, bước chân cô khựng lại, cửa sổ xe hơi hạ xuống, bố cô ngồi ở hàng ghế sau, mặt không biểu cảm nhìn cô, chủ tịch chung có tiệc xã giao ở gần đây, không ngờ lại nhìn thấy xe của con gái. May là tối nay ở bãi đỗ không có nhiều xe, nếu là bình thường nhất định sẽ lướt qua, ông đã ở đây từ lúc 9 rưỡi, đợi hơn một tiếng đồng hồ, trước lúc Trung Nghiên Nguyệt xuất hiện, ông hy vọng chiếc xe này đã đỗ ở đây từ lâu, hoặc có thể con gái cho bạn bè mượn. Chỉ cần không phải là do cô lái xe, vậy thì có thể chứng minh được cô đi du lịch ở bên ngoài, tuy nhiên lại không phải là kết quả mà ông hy vọng. Chủ tịch Trung buông bỏ mặt mũi, nói với con gái, không phải con và tề chính xâm ra biển câu cá rồi sao? Trung nghiên nguyệt không đáp lời, vòng qua chiếc xe cao cấp, đi về phía siêu xe của mình, con rể đi du lịch rồi, chỉ có một mình con gái ở nhà, không biết dịp Tết này con bé đã trôi qua như thế nào chủ tình trung càng nghĩ càng nghẹn lòng ông hạ chiếc cửa sổ xe còn lại xuống lại một lần nữa nhượng bộ hôm nào không bận thì về nhà ăn cơm dịp tết này mẹ con không được vui vẻ lắm không chỉ có bà xã ông cũng không vui vẻ gì tức thì tức nhưng trong lòng vẫn nhớ nhung hai đứa con gái trung nghiên nguyệt coi như không nghe thấy ngồi lên xe bình phục lại hô hấp khởi động xe xe của bố chặn ở phía trước cô không đi ra được Trung Nghiên Nguyệt nhìn vào gương chiếu hậu, có đường lui xe, cô từ từ lùi xe lại về phía sau chủ tịch trung nghiêm giọng quát trung nghiên nguyệt chỉ nhìn thấy chiếc siêu xe nghênh ngang rời đi về đến nhà trung nghiên nguyệt ngâm mình trong bồn nước nóng cô cũng muốn ngủ sớm nhưng lật tới lật lui trên giường vẫn không thấy buồn ngủ cũng không thể luôn sống kiểu ngày đêm đảo ngược như vậy được cô mở đèn kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra hình như bên trong có melatonin sao cô đưa tay mò lấy hộp thuốc lấy ra nhìn nhưng lại không phải sao melatonin tony thường được chỉ định để điều trị rối loạn giấc ngủ trong ngăn kéo không có thuốc khác trung nghiên nguyệt rời giường đi vào tủ trong phòng quần áo tìm thử trong tủ còn có nửa lọ trung nghiên nguyệt lấy hai viên cho vào miệng trên đầu giường có ly nước, cô mở nắp ra uống vài ngụm, uống thuốc xong cuối cùng cũng dần chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya tề chính Sâm mới về đến nhà, lúc này Trung Nghiên Nguyệt hô hấp bình ổn, giống như đang ngủ rất say, anh chỉ bật chiếc đèn treo tường, bước chân rất nhẹ, kéo vali vào phòng quần áo. Lần du lịch này anh có mang về một món quà cho Trung Nghiên Nguyệt, nhưng nghiêm khắc mà nói, không tính là quà, bởi nó chỉ là quà lưu niệm của địa phương, những người khác đều mua nên anh cũng tiện mua một phần tề chính sâm đặt quả lưu niệm lên tủ đầu giường ánh đèn trong phòng yếu ớt khi anh khom lưng đặt đồ xuống thì thấy trên đầu giường có hai lọ thuốc một loại anh vô cùng quen thuộc là melatonin lúc đi công tác anh có thường uống anh nhìn sang chiếc lọ bên cạnh theo bản năng thì ra là kẹo hoa quả không ngờ trung nghiên nguyệt cũng thích ăn kẹo tề chính sâm giả vờ không nhìn thấy melatonin anh cầm quả lưu niệm đặt lên kệ để đồ trang sức của cô you Editor gió beta đã bào cộng người bí ẩn kêu cuối cùng Trung nghiên nguyệt cũng ngủ được một giấc ổn định lần này đổi thành Tề chính sâm mất ngủ mà chủ tịch và bà Trung cũng không ngủ được nửa đêm bà bừng tỉnh trái tim hoảng loạn nghe thấy động tĩnh chủ tịch Trung cũng thức giấc ông mở đèn không phải bà vừa vào nhà vệ sinh hay sao sao lại muốn dậy nữa vậy ông bị làm ồn ông ngủ được nữa theo thói quen ngồi dậy bà Trung khoác áo khoác lên lần này bà không đến nhà vệ sinh mà đi qua phòng quần áo tìm đồ chủ tịch trung dựa vào đầu giường nhìn chằm chằm chiếc rèm cửa được kéo kín lại thở dài ông lại nghĩ đến chuyện năm nay con gái đón tết một mình cô lại không biết nấu cơm vậy mấy ngày nay phải ăn gì đây càng nghĩ càng nghẹn lòng bà trung đi từ phòng quần áo ra tay ôm một sấp văn kiện chủ tịch trung không còn gì để nói tưởng rằng bà lại muốn xem những giấy tờ cũ nửa đêm bà không ngủ lại đi giày vò cái gì vậy bà trung hỏi ông ông còn ngủ tiếp nữa không làm gì nếu không ngủ được thì đến thư phòng chúng ta bàn bạc làm đơn ly hôn chủ tịch trung mơ Cơ hồ, bà có biết bà đang nói gì hay không? Tôi biết chứ. Bà trung thở dài, một tháng nay tôi ăn không ngon ngủ không yên, ngày ngày ngẫm nghĩ lại về phản thân mình, phát hiện tôi là một người mẹ quá thất bại. Nếu như ly hôn với ông rồi, Nghiên Phi và Nghiên Nguyệt sẽ không không để ý đến tôi, tôi không thể thông đồng làm bậy với ông được nữa, bà nói cái gì vậy? Cái gì gọi là thông đồng làm bậy, dù sao đại khái là ý như vậy, ông hiểu là được. Phê bình cũng không còn có ý nghĩa gì nữa rồi bà trung không muốn cãi nhau với ông bà cũng không còn sức lực tinh thần để cãi nhau nữa ngày ngày ông chê trách con gái bây giờ hai đứa nó đều không về nhà như vậy ông được thanh tĩnh rồi đợi tôi dọn đi ông sẽ càng thanh tĩnh hơn tôi chê trách hai đứa nó khi nào vậy trong lòng ông quá tham lam hận con mình không thể có được tất cả những sự ưu tú của những đứa trẻ khác nhưng hai đứa nó có chỗ nào không tốt chứ không có thất bại hai chị em cũng không cãi cọ trước giờ chưa từng để tôi phải lo lắng lại nghiêm túc làm việc nhưng ông vẫn cảm thấy không đủ bà trung ôm giấy tờ đến thư phòng bà vừa bước đến cửa phòng chủ tịch trung nhìn vào bóng lưng bà giải thích không phải thực sự tôi chê trách hai đứa ngày ngày tôi mệt mỏi gần chết là vì ai chứ không phải là vì muốn góp nhặt chút tài nguyên cho chúng nó để chúng kiên cường hơn một chút hay sao hôn nhân cũng không phải là thứ có thể dựa dẫm được nếu như ngày nào đó ly hôn ít nhất cũng không buồn rầu quên ăn quên uống không cần phải lo lắng về nửa đời sau bà trung đứng nguyên tại cửa phòng trầm mặc một hồi lâu có những lúc tôi không biết con cái hạnh phúc mới hà quan trọng hay người làm bố làm mẹ chúng ta ỉ vào là người từng chảy giúp con tránh mọi mối nguy do hôn nhân gây nên mới là quan trọng nữa chủ tịch trung cũng rơi vào trầm mặc bà trung vẫn kiên trì muốn ly hôn không ly hôn bà sẽ không gặp được con gái chủ tịch trung bà hành sự đáng tin một chút đừng có động một chút là đòi ly hôn làm như vậy để ép buộc con cái thì có gì khác không? Ông mềm giọng xuống, nhường nhịn, "Mau về ngủ đi, đợi bình tĩnh hơn một chút tôi đi tìm Nghiên Nguyệt xin lỗi, được rồi chứ?" Đầu óc bà Trung mờ mịt, cũng cảm thấy bản thân hồ đồ, nếu thực sự ly hôn rồi cũng chỉ khiến con gái càng lo lắng hơn mà thôi, cả một đêm này bà ngủ không ngon, đọc truyện cập nhật mới tại đây ngày hôm sau, mãi đến 8 giờ 10 phút chung Nghiên Nguyệt mới dậy mấy tháng này đây là lần đầu tiên cô ngủ đến tự tỉnh lần đầu tiên không phải tỉnh dậy vì đau lòng tất cả đều là nhờ công lao của melatonin vẫn còn muốn nằm thêm một lát cô lật người bỗng nhìn thấy người trên giường dọa cô co thắt tim lại tối qua tề chính xâm trở về nhưng cô lại không hề nghe được một chút động tĩnh nào Vừa rồi giật mình một phen, cơn buồn ngủ hiếm khi có được lập tức tan biến, tề chính sâm đang ngủ say, trung nghiên nguyệt nhìn anh, trước giờ cô chưa từng nhìn kỹ ngũ quan anh, trước đây không có cơ hội nhìn, lần giản hàng xử lý mối nguy từ dư luận trước đó, cô và anh cùng lên hot search, cư dân mạng nói phong lưu ngang ngược, giống như một công tử đào hoa, không ngờ lại là người đàn ông ấm áp thâm tình, hôm nay trung nghiên nguyệt nghiêm túc nhìn gương mặt này của anh, quả thực rất đẹp trai vô cùng nam tính nhưng tiếc là đường tình bấp bênh cô đang định xoay người ngủ tiếp tề chính sâm đã tỉnh rồi bốn mắt họ nhìn nhau có lẽ bởi trong lòng đều có người khác cho dù cô có nhìn chằm chằm anh như vậy cũng không có sự thẹn thùng khi bị anh bắt gặp tại chỗ có lẽ anh cũng nghĩ như vậy nên ánh mắt vô cùng bình tĩnh tề chính sâm đang nghĩ có phải cô đang tìm bóng hình đàm phòng trên người anh hay không trung niên nguyệt phá vỡ sự trầm lặng anh về từ khi nào vậy lúc hai rưỡi giọng anh mang theo chút khàn khàn khi vừa ngủ dậy trung Nhiên nguyệt gật đầu hỏi những điều khác quả thực là thừa thãi cô lật chăn rời giường đánh răng rửa mặt xong cô đến phòng thay quần áo thay đồ nhìn thấy món quà trên kệ để đồ trang sức tề chính sâm cũng ngủ dậy đi vào tìm quần áo thấy cô nhìn chằm chằm vào món quà lưu niệm kia anh nói bọn họ đều mua nên tôi cũng mua tiện tay cầm một món không chọn mẫu cụ thể nào anh chỉ công phu trong việc chọn quà cho hứa như ý, còn cho những người khác đều tùy ý, nhưng dù có thế nào, cũng là một phần tấm lòng, Trung Nghiên Nguyệt cảm ơn, đặt quà lưu niệm vào kệ đồ, cô đói rồi, đi đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, trước giờ tề chính sâm chưa từng ăn sáng, cô chỉ chuẩn bị một phần cho mình. Bữa ăn sáng đơn giản được chuẩn bị trong 10 phút, một ly sữa bò, hai quả trứng luộc, còn có một nửa trái táo, cô đang ăn sáng, tề chính xâm thay quần áo xong đi ra, bữa sáng em chỉ ăn cái này sao? anh kinh ngạc trung nghiên nguyệt đáp đầy đủ dinh dưỡng tề chính sâm ngồi xuống gọi cho nhà hàng giao bữa sáng đến trung nghiên nguyệt nhỏ giọng nói không cần phải gọi đồ cho tôi tôi ăn no rồi tề chính sâm nói với đầu bên kia một phần là được anh cúp điện thoại nhìn về phía cô tối hôm qua em uống melatonin à trung nghiên nguyệt gật đầu cắt quả trứng luộc rồi dưới sốt cà chua lên anh nói nếu như không phải lệch múi giờ lúc ngủ hạn chế ỉ lại thuốc này không có có ỉ lại tối qua là lần đầu tôi uống hôm qua quá mệt nên không ngủ được Trung Nhiên Nguyệt bàn bạc với anh, nếu hôm nào anh không rảnh về nhà thì báo trước cho tôi một tiếng, tôi sẽ về chung cư của mình ở, nhà bên này quá rộng, một mình tôi ở đây nửa đêm tỉnh dậy sẽ thấy sợ, không phải tề chính sâm không rảnh về nhà, có những lúc không muốn về, đi qua phía căn nhà nào khác của mình thì sẽ ở lại luôn đó một tối, anh đáp một tiếng, ừm, sau khi kết hôn, lần đầu tiên anh và cô cùng ngồi trên bàn ăn ăn sáng, hôm nay hiếm khi cô không đến công Công ty, anh cũng không có việc gì bận, anh chỉ biết cô và bố vợ xảy ra mâu thuẫn nhưng không biết là do nguyên nhân gì, nhưng cũng không thể mãi không về nhà được, anh nói với cô, khi nào thì về thăm nhà. Tôi cùng em về Trung Nghiên Nguyệt cũng không ngẩng đầu, đây cũng là nhà tôi, trong lòng tề chính xâm nổi lên cảm xúc dây dứt, bởi trước giờ anh chưa từng coi nơi này là nhà, thường quên rằng bản thân mình đã kết hôn, còn có một người vợ, thời gian rảnh rỗi ngoài công việc, tâm tư của anh đều ở phía hứa như ý, ngày nào cô không vui, hạng mục nào gặp phải khó khăn, anh đều âm thầm giúp cô giải quyết, nhưng lại không dành thời gian quan tâm đến Trung Nghiên Nguyệt một chút nào, anh ngẫm nghĩ, từ khi kết hôn, đến nay anh đã làm được cho Trung nghiên nguyệt điều gì chỉ có một lần khi lạc mông gặp phải mối nguy từ dư luận dưới tình trạng bất đắc dĩ anh đăng dòng tin nói về việc mình giúp cô theo đuổi thần tượng khi biết cô không có đồ ăn sáng anh bỏ tiền mời đầu bếp mà thôi ngoài những điều đó ra anh không hỏi han cô bất kỳ điều gì em có từng nghĩ qua sau này sẽ sống như thế nào không anh chủ động hỏi trung nghiên nguyệt lắc đầu lại dưới thêm một chút sốt cà chua lên cứ như bây giờ cũng khá tốt và nbsp cô không muốn phải thay đổi không muốn phải đánh đổi nữa hôm vừa lĩnh chứng cô còn tưởng rằng mình đã bắt đầu một cuộc sống mới còn đặc biệt mua sô cô la tặng tần mặc lĩnh nghĩ rằng sau này có thể sẽ phải học hỏi tần mặc lĩnh về việc xây dựng cuộc hôn nhân này hôm ấy cô vô cùng vui vẻ đã vài năm chưa từng vui vẻ chưa từng nhẹ nhõm như vậy thậm chí khi nhìn thấy giản hàng cô cũng không cảm thấy oán giận nữa nhưng tề chính sâm lại không có ý muốn này anh vẫn nhớ nhung đến người trong lòng kia vì vậy cô nhanh chóng thu lại suy nghĩ ấy lại quay lại vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại vô hạn này càng lún càng sâu không thể tự thoát ra được mà bây giờ cô cũng không còn muốn thoát ra nữa cứ định sẽ mãi như vậy không có hận thù không có phản bội sống trong hồi ức cũng không tồi có những người dựa vào hồi ức để sống sống cả một đời cô cũng có thể bốn năm ấy, mỗi ngày cô đều hạnh phúc vui vẻ, tề chính sâm hỏi ngược lại cô, dựa vào melatonin mới ngủ được, đây là cái em gọi là tốt à, tan biến cảm xúc cần phải có quá trình, tối hôm qua tôi cùng ân kình và lâu trương ăn cơm, đã nói rất nhiều chuyện, đợi đến khi đi làm, tôi bắt đầu bận rộn trở lại sẽ không có thời gian nghĩ đến những điều khác, chung nghiên nguyệt để anh yên tâm, tôi sẽ không xa ngã, tôi định sẽ đổi một phương thức sống khác, không ảnh hưởng đến anh cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi ngừng lại một lát cô nói vì chị gái tôi sẽ không xa suốt tinh thần nữa trung nghiên nguyệt lại tiếp tục sau này tôi cũng sẽ không uống thuốc tối qua là do gặp bố nên tâm trạng rất tệ làm thế nào cũng không ngủ được nên mới uống hai viên tề chính sâm cũng không khuyên nhủ thêm nữa chuyện tình cảm không phải cứ khuyên nhủ là có tác dụng bản thân anh chính là một ví dụ trung nghiên nguyệt nói rằng sẽ không uống thuốc và cũng thực sự không uống nữa, những lúc không ngủ được cô sẽ dậy nhảy những bài tập giảm cân, nhảy đến khi người ướt đẫm mồ hôi, tắm xong rồi ngủ tiếp từ khi cô nói với Tề Chính Sâm nếu anh không rảnh về nhà thì nói trước với cô một tiếng, một tháng sau đó mỗi ngày anh đều về lại chung cư nhưng anh cũng không nói gì nhiều, ai bận việc nấy, đầu tháng 3, tiết trời ấm dần lên, hôm nay Trung Nghiên Nguyệt đi làm như thường lệ, gần đây chị gái bận một dự án, đã gần 2 tuần cô chưa gặp chị, tối qua chị gái có báo cho cô một tin vui, cô lên trước làm gì rồi, cô mua một bó hoa đi đến vạn duyệt thăm chị gái, Trung Nghiên Phi nhìn thấy em gái, vừa kinh ngạc lại vừa vui vẻ, sao em lại đến đây vậy, cô ôm. Em ái, chị đang định hai ngày nay bận xong việc rồi sẽ qua chỗ em. Trung Nghiên Nguyệt đặt hoa lên bàn làm việc của chị, cười cười, "Hôm nay em không bận." Trung Nghiên phi nhìn đồng hồ, do dự nói, "Chị và Đàm phòng có hẹn 6 giờ sẽ bàn việc, có lẽ cậu ấy sắp đến rồi." vẫn là dự án thu mua của tập đoàn Vạn Duyệt ở Tô Thành kia, cũng đã sắp đi đến hồi kết, có khá nhiều việc cần bàn bạc, Trung Nghiên Nguyệt cố tỏ ra bình tĩnh nói, vậy em về trước đây, không làm ảnh hưởng hai người bàn công việc, Trung Nghiên Phi cũng không giữ em gái lại, em gái đã kết hôn, không thích hợp gặp lại đàm phòng, em lái xe chậm một chút, cuối tuần đến nhà chị ăn cơm, Trung Nghiên Nguyệt rời khỏi, cho đến bây giờ khi nghe thấy tên của đàm phòng, trái tim cô vẫn đau đớn khó chịu như cũ từ tòa nhà của vạn duyệt đi ra vừa bước xuống bậc cầu thang bước chân cô khựng lại đàm phòng đã nhìn thấy cô rồi từ khi cô bước ra từ tòa nhà anh đã nhìn thấy một thân hình cao gầy suýt chút đã không dám nhận ra là cô Trước đây cô có mái tóc ngắn xinh xắn, ngũ quan tinh xảo sáng lạn, ánh mắt luôn mang theo ý cười, lần trước gặp cô ở hôn lễ của giản hàng, tóc cô được búi lại, không nhận ra được là ngắn hay dài, hôm đó anh chỉ nhìn lướt qua, không nhìn kỹ biểu cảm trên gương mặt cô, hôm nay cô xóa tóc, mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, lặng lẽ thành thục, đôi mắt không có ý cười, hai tay đút vào túi áo, lúc bước đi có chút lơ đễnh không hề giống với bóng dáng trước kia, anh đi về phía trước vài bậc cầu thang không biết nên nói gì chỉ khẽ gật đầu với cô cô cũng khẽ gật đầu đáp lại anh, sau khi biết được chân tướng, gặp lại anh một lần nữa, Trung Nghiên Nguyệt có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng khi anh bước gần đến cô lại không nói gì cả, ba năm rưỡi, anh đã sớm bước ra thật xa, khi còn cách hai bậc cầu thang, Trung Nghiên Nguyệt đột nhiên nhớ ra hỏi anh, trước đây trong công việc bố tôi có từng ngáng chân anh hay không, đàm phòng ngừng bước, nói sự thật, không có, Trung Nghiên Nguyệt như chút được gánh nặng, vậy thì tốt, lúc này, có một chiếc xe cao cấp lái qua trung nghiên nguyệt ngẩn người không ngờ lại nhìn thấy xe của tề chính xâm lái từ hầm xe của vạn duyệt ra đi được một khoảng rồi đột nhiên dừng lại lùi về phía bậc cầu thang bên này đàm phòng nhìn ra được sự kinh ngạc trong đôi mắt cô quay mắt qua sau khi nhìn biển số xe anh nhận ra được đây là xe của ai quay lại hỏi cô chồng em sẽ không hiểu lầm chứ sẽ không Tề chính sâm sẽ không để ý đến chuyện của cô, Trung Nhiên Nguyệt đi xuống bậc cầu thang, bước về phía chiếc xe, hôm nay tề chính sâm qua đây tìm chủ tịch Trung, tập đoàn nhà anh có hợp tác với Vạn Duyệt trước. Đây đều là chủ tịch Trung qua tìm anh, bây giờ anh đã là con rể của cô nên không để trưởng bối chạy qua văn phòng mình nữa, vì vậy hôm nay đến Vạn Duyệt. Không ngờ lại gặp Đường Trung Nghiên Nguyệt, ban đầu anh không để ý đến người đàn ông kia là Đàm Phòng, mãi cho đến khi Đàm Phòng xoay người, anh mới phát giác mình đã làm phiền hai người họ, nhưng đã lùi xe lại rồi, Trung Nghiên Nguyệt mở cửa hàng ghế sau theo thói quen, nhưng lại không có người, cô liếc nhìn Tề Chính Sâm đang ngồi ở ghế lái, hôm nay anh tự mình lái xe, cô lại đóng cửa lại, mở cửa bên cạnh ghế lái phụ rồi ngồi lên xe tề chính sâm cũng không nói gì, từ gương chiếu hậu nhìn bóng lưng đàm phòng, nhãm chân ga lái xe rời đi.